được gửi lời chào tới tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Phong Thủy Tam Nguyên. Quý cô chú anh chị và các bạn thân mến, không ai có thể phủ nhận được tầm quan trọng của căn nhà đối với mỗi con người của chúng ta. Đó là nơi che mưa, che nắng, là nơi mà chúng ta có thể về, có thể trở về, đầm ấm lên bữa cơm gia đình, cũng như là gặp những người thân yêu của chúng ta. Căn nhà chính là vị quý nhân, là người đồng hành của chúng ta trong suốt cả một chặng đường dài, bất kể là nhà thổ cư hay là nhà chung cư. Và trong một số những video lần trước thì Diện Đàm với Phong Thủy Tam Nguyên đã cùng với quý cô chú anh chị và các bạn tìm hiểu qua một vài những thứ lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn cũng như là xây dựng một căn nhà thổ cư sao cho hoàn hảo cũng như là tốt đẹp về cả cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên mà hiện nay thì Diện Đàm cảm thấy rằng bên cạnh lựa chọn nhà thổ cư thì chung cư cũng là một cái lựa chọn vô cùng tốt đẹp, vô cùng phù hợp với tất cả những người mà mong muốn rằng có một căn nhà cho mình vừa phù hợp về giá thành, về kinh tế cũng như là thuận lợi về địa điểm. Chính vì vậy ngày hôm nay thì Phong Thủy Tam Nguyên đã quyết định mời về đây chuyên gia phong thủy Đức Trung để có thể cùng với tất cả quý cô chú anh chị và các bạn tìm hiểu qua một vài những cái lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn một căn nhà chung cư. Xin được kính chào anh ạ. Được, chào bạn MC, chào đến các quý cô chú anh chị đang theo dõi video này. Xin chào. Rất là cảm ơn anh Trung ngày hôm nay đã quay trở về Phong Thủy Tam Nguyên để cùng với chúng ta ngồi bàn luận và điểm qua một vài những cái kiến thức cũng như là chia sẻ về một vài những cái lưu ý khi mà lựa chọn căn nhà chung cư. Và quý cô chú anh chị và các bạn thân mến, trong quá trình theo dõi video, nếu như mà quý cô chú anh chị và các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy nhanh tay đẩy ở phía dưới phần bình luận để cho đội ngũ trợ lý có thể tổng hợp một cách nhanh chóng và chính xác nhất để giải đáp cho tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nhé. Và quý cô chú anh chị và các bạn cũng hoàn toàn có thể gọi về số hotline của chương trình đó là 1900 2292 nếu như có bất kỳ thắc mắc hay là muốn được tư vấn về phong thủy kiến trúc nhé. Còn bây giờ thì Diện Đàm xin được phép đi vào những câu hỏi đầu tiên để gửi cho chuyên gia phong thủy Đức Trung ạ. Em cảm thấy là hiện nay thì nhà chung cư đang được rất là nhiều quý gia chủ quan tâm cũng như là lựa chọn đúng không ạ? Đặc biệt là đối với một số những người trẻ chẳng hạn như là anh Trung hay là bản thân của Diện Đàm trong một số những năm sắp tới chẳng hạn. Thế thì có một vài những cái câu hỏi được gửi về cho chương trình xoay quanh cái việc là làm thế nào để có thể xác định được hướng của căn nhà chung cư. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho Diện Đàm cũng như là tất cả quý gia chủ đang theo dõi chương trình được biết là thế nào là hướng của căn nhà chung cư và hướng này được xác định như thế nào không ạ? Được. Đây là một trong những cái chủ đề rất là hay mà nhiều các quý độc giả hay là quý khách hàng của Phong Thủy Tam Nguyên cũng thường xuyên đặt câu hỏi đến về cái việc thế nào là hướng của căn hộ chung cư. Thì về cơ bản là thông qua video này thì Đức Trung cũng sẽ giải đáp đến các quý vị về cái cách mà chúng ta xác định hướng của căn hộ chung cư như thế nào. Cái đầu tiên có nhiều cái kiến thức hay nhiều cái chia sẻ của rất nhiều người nói là hướng của chung cư là hướng của tòa nhà, rồi là hướng của ban công hay là hướng của căn hộ. Thì đâu mới là cái xác định hướng của cái chung cư chúng ta đang ở. Thì về cơ bản rằng là đối với Phong Thủy Tam Nguyên hay thông qua các mệnh sư, các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy thì có khảo sát và khẳng định một điều là hướng căn hộ chúng ta nhắc đến đó chính là hướng của cái căn hộ chúng ta khi bước mặt ra khỏi cửa. Chúng ta vẫn có một cái lý thuyết rất là vững chắc trong cái việc xác định hướng là bước mặt ra khỏi cửa, mặt mình nhìn thẳng về đâu thì đấy chính là hướng. Còn nó hướng của cái tòa nhà chung cư thì thường nó là hướng ở ban công, bởi vì hướng của lô gia, bởi vì là nó bị ngược lại mà. Do đó là hướng của cái căn hộ chung cư thì chúng ta xác định cái yếu tố vận khí của cả cái tòa nhà. Còn đâu xác định cái vận khí của căn hộ chúng ta xác định thông qua hướng cửa ra vào. Tức là bước mặt ra khỏi cửa căn hộ, mặt chúng ta nhìn thẳng vào đâu thì đấy chính là hướng. Rồi, thế thì bây giờ làm thế nào để chúng ta xác định hướng của căn hộ chung cư? Thì rất nhiều người có cái kỹ thuật đo sai trong cái việc xác định hướng chung cư bằng cách là mang cái la kinh lên trên căn hộ để mà đo. Thì về cơ bản là sai rất nhiều. Tại vì rằng là khi chúng ta mang la kinh lên trên căn hộ đo thì chắc chắn là tường nẻo xung quanh là đã bị nhiễm từ, bởi vì bên trong nó có xi măng cốt thép thì làm sao mà chính xác được, đúng không ạ? Do đó rằng là mang cái la kinh lên căn hộ chung cư là một trong những cái sai mà nó không có chính xác đâu. Đấy, vậy thì làm nào chúng ta đo được hướng căn hộ chung cư đấy? Chúng ta đo phía bên dưới. Nhưng cũng cần phải chú ý rằng rất nhiều căn hộ chung cư bây giờ là cái cách mà người ta thi công là người ta có cái hầm để xe ở phía bên dưới, mà thậm chí nó phủ hết cả cái nền sân ở phía bên dưới luôn. Do vậy là về cơ bản nếu như đã là hầm để xe bên dưới thì nó cũng bị nhiễm từ bởi cái yếu tố về sắt thép. Thì thường những trường hợp như thế thì Đức Trung và thầy Tam Nguyên phải đo khá xa, để ra hẳn ngoài đường để đo cơ. Nhưng về cơ bản khi người ta quy hoạch chung cư thì người ta cũng không có đến nỗi nào người ta xây bị chạch chéo hay là lệch méo đối cả tòa nhà cả, mà người ta xây có cái yếu tố về quy hoạch rất là vuông vắn. Do vậy chúng ta chỉ cần xác định được hướng của một cạnh là chúng ta có thể xác định được hướng của cả cái tòa chung cư đó rồi. Và khi xác định hướng của tòa chung cư đó rồi thì dĩ nhiên rồi là hầu hết các căn hộ chung cư mới, ít nhất là trong vòng khoảng 10 năm đổ lại đây, thì hầu hết các chủ đầu tư thì đều có yếu tố công khai cái mặt bằng công năng lên trên mạng để mà bán mà.
Do đó là chúng ta căn cứ được cái mặt bằng công năng đấy kết hợp với hướng của cái tòa nhà là chúng ta sẽ tìm được cái hướng của căn hộ. Thì bằng cách là căn cứ theo cái mép đường gạch của cái tòa nhà căn hộ xây rồi là chúng ta sẽ ra. Thì ngoài ra một số cách khác rất là dễ mà Đức Trung hay các trợ lý đôi khi là ứng dụng và nó vẫn có mức độ chính xác rất là cao. Thì bằng cách là chúng ta có thể sử dụng cái tọa độ GPS thông qua cái việc khách hàng khi ở căn hộ đó hoặc khi ở dưới tòa nhà thì khách hàng mở cái ứng dụng La Bàn Việt ra thì ngay bên dưới cái ứng dụng La Bàn Việt đấy thì nó có cái dòng tọa độ GPS. Đấy. Thì cái dòng tọa độ GPS đấy thì các gia chủ chỉ cần gửi cho đội ngũ trợ lý của Thời Tam Nguyên thôi. Đúng rồi, là chúng tôi sẽ đưa cái dòng tọa độ đây lên trên cái ứng dụng Google Maps hoặc là trên Google Earth thì nó sẽ ra được cái đúng cái vị trí mà cái tòa nhà đấy. Thì căn cứ theo cái trục từ trường Bắc Nam là chúng ta có thể xác định được cái hướng của cái căn hộ này như thế nào. Đấy. Hay là rất nhiều chủ đầu tư khi ban đầu người ta thiết kế và người ta đưa ra cái phần mặt bằng công năng của cả tòa nhà thì trong đấy nó có phần hoa tiêu chỉ rõ của cái căn hộ của cái tòa chung cư rồi. Thì về cơ bản rằng là nó cũng không có nhiều cái sự sai lệch đâu. Thì căn cứ vào đấy thì cũng có thể xác định hướng của căn hộ. Tuy nhiên rằng là chúng ta cần phải tìm được đúng cái bản vẽ của chủ đầu tư. Thì ban đầu chủ đầu tư người ta đo thì nó có sự nó không có tam sao thất bản. Còn đâu qua các cò mồi hay là qua nhiều nơi khác thì nó bị có thể photo nó bị sai, nó bị lệch thì nó không có còn chính xác nữa thì có đôi khi chúng ta sẽ xác định hướng nó bị sai. Mà sai đây là sai 1-2 độ thôi nó đã sang một yếu tố khác rồi. Do đó là xác định hướng của căn hộ thì nếu chúng ta sử dụng ứng dụng La Bàn Việt thì chúng ta có thể là lấy cái tọa độ GPS đưa lên trên Google để chúng ta tìm, hoặc là nếu như chuyên nghiệp hơn chúng ta sử dụng cái thiết bị La Kinh Ngọc Phúc Đường, chúng ta đo hướng của cả tòa nhà, sau đó chúng ta xác định cái hướng của căn hộ chung cư thông qua cái mép đường gạch nó xây nó thẳng hàng với nhau là sẽ tìm ra thôi. Thì lưu tâm lại một điều là hướng của căn chung cư là cái hướng bước mặt vào cửa mặt mình nhìn thẳng ở đâu thì đấy chính là hướng. Như vậy là qua cái lời chia sẻ vừa rồi thì sẽ đang cảm thấy rằng cũng đã giải đáp được một vài những cái gọi là thắc mắc đang còn nhiều quý vị khán giả đang còn nghĩ hơi sai, đúng không ạ? Bởi vì đôi khi sẽ đang cảm thấy là cũng thắc mắc rằng là căn nhà chung cư thì nó có rất là nhiều bề mặt ấy ạ. Nhiều bề mặt, nhiều phòng và mỗi phòng thì lại quay ra một hướng khác nhau. Đúng thì rồi. Không biết là đôi khi căn nhà của mình và căn nhà hàng xóm thì có cùng hướng hay không. Đó cho nên là rất là cảm ơn anh Trung. Và cũng liên quan tới cái vấn đề chung cư, nhà chung cư thì em cảm thấy là khi mà chúng ta xây dựng một căn nhà chung cư thì đôi khi là có một vài những cái chi tiết không thể nào mà thay đổi được, đúng không ạ? Chẳng hạn như là mình mua một căn nhà này nhưng mà mình lại không thích cửa ở bên này chẳng hạn. Thế nhưng mà không thể nào mà có thể sửa chữa hay là thi công rồi. Vâng. Và chắc chắn rằng trong một vài những cái điểm mà chúng ta không thể thay đổi đó thì em nghĩ rằng sẽ có một vài cái mà liên quan đến thế sát, đúng không ạ? Đó là một cũng là một trong những yếu tố mà sẽ làm cảm thấy có ở trong cái bộ hồ sơ tư vấn phong thủy của Phong Thủy Tam Nguyên. Chính xác. Vâng, vậy thì anh có thể chia sẻ cho quý khán giả được biết rằng là đối với một căn nhà chung cư thì những lỗi phong thủy nào mà thường gặp hay là khó có thể thay đổi trong căn nhà đó, đúng không ạ? Đối với chung cư thì nó về cơ bản là các nguyên lý xác định về các thế sát thì nó cũng giống tương tự như nhà thổ cư. Nhưng đối với nhà thổ cư thì chúng ta xét rộng hơn. Xét rộng hơn ở đây liên quan đến yếu tố về mạch thủy, đường đi lối lại. Nhưng đối với chung cư thì nếu chúng ta xét yếu tố về mạch thủy, đường đi lối lại thì chúng ta xác định cái hình thế đối với cả tòa nhà. Còn đối với căn hộ chung cư thì cái đại cục nó nằm ở đâu? Đại cục nó nằm ở cái việc nó tổng thể cái mặt bằng công năng của cả cái tòa đấy. Và căn hộ chúng ta nằm ở vị trí nào trong cái tòa đó. Và chúng ta tính toán cái yếu tố sát xung quanh cái mặt bằng của cả cái tòa chung cư đấy cơ. Thì thường nó sẽ chúng ta có thể phân ra làm hai cái dạng sát khí, đó sát khí ngoại cục và sát khí nội cục. Sát khí ngoại cục là các yếu tố sát tác động từ phía bên ngoài của cửa, nó tác động đến yếu tố về đại môn, tức là các cái hình thế xung quanh các cái yếu tố sát mà phía bên ngoài căn hộ chúng ta. Một số những cái sát mà chúng ta có thể dễ gặp phải ví dụ như là yếu tố về trực xung sát, tức là cả một cái đoạn hành lang nó dài như thế này mà cái căn hộ chúng ta lại căn hộ cuối hành lang thì chắc chắn một điều là cả cái cửa chính chúng ta là ăn luôn cả cái dòng khí của hành lang đi vào, đúng không nhỉ? Thì như vậy là nó là cái dạng khí trực xung sát, và nếu như lại không có cái bức đệm huyền quan nó cản khí lại mà nó sọc thẳng vào cái phòng khách chúng ta nữa thì đấy là một trong những cái yếu tố sát nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến với lại cái tính khí các thành viên trong ngôi nhà. Và về cơ bản rằng là nó cũng dễ bị lộng khí và nó bị ảnh hưởng đến tài lộc nhiều. Đó, đấy là một trong những cái đầu tiên. Ví dụ như một trong những trường hợp khác mà chúng ta phải tính toán, ví dụ như cái vị trí căn hộ đấy so với các điểm lấy khí như thế nào. Điểm lấy khí ví dụ như là cầu thang bộ hoặc cầu thang máy. Gần đây chúng tôi có xử lý đến một cái căn hộ chung cư, về phía nội cục bên trong thì không có nhiều sự ảnh hưởng, các công năng như là bếp rồi là phòng thờ rồi là giường ngủ đều những cái là cái nội cục bên trong, tí nữa tôi sẽ nói, nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì trong nội cục. Nhưng mà gia đình thành viên này thì vẫn cứ
tâm sự rằng là từ khi chuyển đến căn hộ này thì ốm đau nhiều, rồi là tâm lý nó không được thoải mái, luôn bất an, và thậm chí là có sự khắc khẩu, cãi cọ các thành viên. Thì đến khi mà căn cứ vào cái mặt bằng tổng thể đại cục, tức là căn cứ mặt bằng của căn hộ chung cư đấy so với lại các cái căn hộ khác trong cái tòa nhà đấy, thì phát hiện ra rằng là cái căn hộ đấy nó bị dính sát, là dính ở sát ở ngoại khí, do cái việc là cái hệ thống thang máy đấy, cái căn hộ đấy nó đặt và khí thang máy nó đi vào nó bị sát. Mà cái sát này chúng ta tính toán dựa trên long sinh bát sát thì nó cũng khá đơn giản thôi. Căn hộ này tôi nhớ không nhầm thì nó là tọa bắc hướng nam, tọa bắc hướng nam, tức là tọa khảm hướng ly, và ở cái phía phương thìn nó là cái vị trí của thang máy. Như vậy gần như chúng ta có thể thấy là cả cái trục của căn hộ đấy, từ tầng dưới lên tầng trên thì đều bị sát bởi cái thang máy như vậy. Bởi vì căn hộ chung cư như chúng ta biết là nó xây theo trục kỹ thuật. Căn hộ trên thì gần như giống hệt hoàn toàn căn hộ dưới, nó thẳng một trục như vậy, cầu thang một trục, nhà cũng một trục, cái hệ thống đường nước nó cũng thành một trục. Đôi khi là luồng khí nó sẽ cứ thế mà đi lên. Đúng rồi, thì về cơ bản là do đó là cái căn hộ đấy mà nó gặp sát thì tôi chắc chắn một điều các căn hộ kia nó cũng sẽ gặp sát khí. Còn đôi tùy theo vào cái lưu liên vận khí của các thành viên trong ngôi nhà thì nó có sự ảnh hưởng vào năm nào và ảnh hưởng như thế nào thôi. Còn về cơ bản thế nào cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đấy là cái việc sát ngoại khí. Thì về cơ bản là đối với chung cư thì nó không có nhiều cái sát khí giống như đối với nhà thổ cư bên ngoài đấy, nhưng một số những sát đấy chúng ta có thể gặp phải. Đối với sát nội khí thì chúng ta phải tính toán đến các cái vị trí khối công năng mà nó có sự ảnh hưởng trực tiếp đến với sức khỏe của trạch chủ và các thành viên trong nhà. Ví dụ như là các khối công năng như là bếp, nhà vệ sinh, rồi là giường ngủ hay là phòng thờ. Đấy là các khối công năng mà nó có sự ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, rồi tài lộc, gia đạo trong ngôi nhà. Thì những cái này chúng ta đã tính toán một số những cái yếu tố sát do loan đầu hay là do lý khí. Ví dụ như là bếp hay nhà vệ sinh tuyệt đối không được đặt vào các vị trí như cung bản mệnh, cung quý nhân, cung tài lộc, cung đào hoa, cung văn xương của các thành viên trong nhà chẳng hạn, hay đặt vào càn cung. Căn hộ chung cư đấy thì cũng không được phép là khuyết hãm các cái vị trí quan trọng, ví dụ như cung càn, cung khôn trong ngôi nhà. Nói chung cứ khuyết ở đâu là bị ảnh hưởng thành viên trong đấy. Rồi là các cái vị trí như là bếp hay phòng thờ thì cũng không được đặt sát so với các yếu tố về điểm nạp khí. Ví dụ như sát phải hoàng tuyền, sát phải long sinh bát sát thì đều ảnh hưởng trực tiếp đến cái yếu tố gia đạo trong ngôi nhà, mà cái việc này phải tính toán rất kỹ. Ngoài ra các khối công năng khác nữa như là hệ thống cửa giả, rồi là các cái yếu tố về tủ lạnh so với bếp, hay là bể cá so với lại các khối công năng khác có cái sự xung khắc về thủy hỏa thì cũng cần phải tính toán rất là kỹ. Mà thường cái việc này thì về cơ bản nó cũng không khó, các gia chủ mà chăm chỉ mà tìm hiểu thì cũng có thể phân tích được yếu tố về cơ bản trong ngôi nhà của mình. Còn nếu không thì hãy cứ nhờ đội ngũ chuyên gia phân tích, nó sẽ tốt hơn. Có thể chi tiết và gọi là chính xác nhất đúng không? Đúng rồi. Vậy thì có một vài những cái phương án nào là chúng ta có thể hóa sát kỵ hung đúng không ạ? Khi mà chúng ta không thể nào mà thay đổi về những cái yếu tố chẳng hạn như là cửa hay là cửa sổ ban công. Có một cái yếu tố là chúng ta thường hay nói là khi mà cháy nhà rồi thì mới lo đi chữa cháy. Thay về đấy thì chúng ta hãy phải đề phòng và làm thế nào để ngôi nhà nó cái hệ thống về an ninh phòng cháy chữa cháy nó tốt nhất. Thì tương tự thế, khi mà chúng ta làm nào để không phải hóa giải nhiều cái căn hộ chúng ta khi mà gặp sát khí, thì ngay từ ban đầu lựa chọn căn hộ, ngay từ ban đầu lựa chọn căn hộ là chúng ta đã phải tính toán lựa chọn cái căn hộ nào, cái dự án chung cư nào về yếu tố về cảnh quan bên ngoài nó tốt này, nó yếu tố phong thủy xung quanh nó tốt. Ví dụ như lựa chọn những căn mà nó có hồ điều hòa hoặc là có không gian cây xanh thì nó sẽ tốt hơn. Còn đối phía bên trong nội cục thì cũng lựa chọn các căn hộ mà hạn chế tuyệt đối những yếu tố về sát khí. Chúng ta đã có các thông tin, thứ nhất là mặt bằng công năng, các chủ đầu tư public, tức là công bố công khai trên internet rồi. Cái thứ hai chúng ta cũng có hướng nhà của căn hộ. Cái thứ ba chúng ta có năm sinh các thành viên trong nhà, thì căn cứ vào ba yếu tố đó là chúng ta có thể xác định được cái việc đó là căn hộ đấy nó có phù hợp hay không để anh ở hay các thành viên gia đình anh ở. Nếu phù hợp thì chúng ta ở, còn nếu không phù hợp thì chúng ta không nên mua. Chứ mua rồi đặt cọc rồi lại phải cố gắng mà ở thì vừa đầu tư nội thất sẽ tốn tiền, rồi sau đó lại phải đi ra sửa thì có phải mất thời gian không? Thay vì đây, nếu như có quyền lựa chọn đúng thì hơn cố gắng là như thế. Thì có thể là lựa chọn bằng cách là liên lạc đến phong thủy tài nguyên để mà sử dụng cái phương án là lựa chọn căn hộ chung cư trước khi chúng ta xuống tiền chúng ta đặt cọc, thì sẽ tìm được cái căn hộ nó phù hợp nhất. Đó. Thì thường là trong một cái mặt bằng tòa nhà chẳng hạn thì các gia chủ có lựa chọn là tôi có thể là mua được các căn số này khoảng 3-4-5 căn đấy, thì lựa chọn một căn nào mà nó ít xấu nhất và nó tốt nhất trong đó thì đã là cải thiện rất nhiều đến yếu tố về phong thủy rồi. Đó. Còn đâu nếu mà hên xui mua rồi mà phạm sát nhiều thì phải hóa giải thôi. Hóa giải thì cũng còn tùy một số những cái trường hợp sát như thế nào chúng ta hóa giải, nhưng một số những cái vật phẩm rất là cắt lành mà chúng ta có thể sử dụng được để mà hóa giải, ví dụ như là những cái đồng hoa mai để mà tăng cường thêm cái cắt khí và chấn lại những cái sát khí do yếu tố về khí khẩu, tức là các hệ thống cổng cửa nó bị sai chẳng hạn.
hay là đối với nhà vệ sinh thì nhà vệ sinh nào cũng thế, nó đều có yếu tố sản sinh hiệu ích khí, thì chúng ta đặt cái hũ bảo bình thủy bên trong đấy. Rồi là một số những cái trường hợp mà phòng ngủ thì thường nó sẽ có nhiều yếu tố về tạp khí lẫn lộn, nhất là đối với những căn hộ chung cư mà nó được làm trên cái nền của bãi rác cũ hoặc là gần với bãi rác hoặc là gần với khu nghĩa địa, thì chúng ta có thể sử dụng cái hồ lô hóa sát gỗ đào chúng ta đặt ở trong cái phòng ngủ, thì nó là một trong những phương án để thu trừ cái sát khí rất là tốt đấy. Thì một số cơ bản vật phẩm vậy thôi, còn đâu chi tiết nào thì phải căn cứ vào cái căn hộ thực tế của các gia chủ đấy. Chúng ta phải có gì, phải có hướng này, có mặt bằng công năng này, và có cái năm sinh của các thành viên trong ngôi nhà đó, thì chúng ta mới thể phân tích cách kỹ càng được nhớ ba thông tin đó. Và nếu như mà quý cô chú anh chị và các bạn mong muốn được tư vấn một cách cụ thể và chính xác nhất, cũng như là hỗ trợ trong việc có thể chọn ra một cái vật phẩm để có thể hóa sát kỵ hung, thì hoàn toàn có thể liên hệ tới Phong Thủy Tam Nguyên theo đường hotline đó là 1900 2292, hoặc là để lại họ tên kèm theo số điện thoại liên hệ ở ngay phía dưới phần bình luận nhé. Và vừa rồi chúng ta vừa nói đến một vài những cái phương án để mà có thể hóa giải những cái xấu không tốt lành cho căn nhà chung cư, đúng không ạ? Và nói đến đây thì em cũng có một cái thắc mắc, đó là chắc căn nhà chung cư chúng ta thì hoàn toàn có thể thay đổi về màu sắc cũng như là lựa chọn những cái họa tiết cho nội thất, đúng không ạ? Vậy thì họa tiết của nội thất này hay là màu sắc của nội thất thì nó có ảnh hưởng như thế nào trong cái việc phong thủy nhà ở, và đặc biệt ở đây là chung cư không ạ? Đối với căn hộ chung cư hay thổ cư thì cái việc mà sử dụng yếu tố về màu sắc trang trí nội ngoại thất thì nó đều có những cái nguyên tắc ứng dụng theo âm dương và ngũ hành. Nơi cơ bản là vậy. Âm dương ngũ hành nó là cái khái niệm phổ quát về phong thủy, nó phổ quát hết tất cả. Cái việc chúng ta ứng dụng phong thủy ở đây thì cũng đều căn cứ dựa trên nguyên tắc của âm dương ngũ hành, tức là màu sơn của căn hộ hoặc màu sơn của các thành viên trong gia đình thì cũng căn cứ vào các ngũ hành khác nhau. Ví dụ đối với căn hộ chung cư thì chúng ta lấy ngũ hành để bổ khí cho hướng căn nhà. Chung cư thì nó khác thổ cư một chút. Thổ cư thì chúng ta là lấy khí của hướng bổ tọa, nhưng chung cư chúng ta bổ hướng nó khác một chút. Như vậy là cái nguyên tắc màu sơn của nội ngoại thất, của nội thất trong ngôi nhà hay các họa tiết trang trí thì nó cần có một cái sự khác hơn. Rồi là cái màu sơn cho các thành viên trong gia đình thì cũng lại khác đi. Bởi màu sơn cho các thành viên gia đình thì Đức Trung hay thầy Tam Nguyên có chia sẻ vài lần rồi, là chúng ta sử dụng cái màu sơn theo cái ngũ hành của hỷ dụng thần, tức là cái ngũ hành khuyết thiếu ở trong thân mệnh để bổ tiếp vào cho nó vững vàng thân mệnh thì nó tốt, chứ lại không phải là dựa trên cái việc là tôi sinh năm bao nhiêu, mệnh tôi mệnh này, mệnh tôi mệnh kia, thì nó không phải đấy. Thì về cơ bản là cái khi mà gia chủ đã mua thì có thể mua trạng thái thô thì sửa rất là dễ, còn nếu mà mua mà nó đã hoàn thiện hết xong nội thất rồi thì sửa nó cũng hơi lấy kích một chút. Thì về cơ bản là cái phương án họa tiết màu sơn thì nó một trong những cái nguyên tắc và bổ sung để bổ khí cho cái căn nhà nó vượng hơn, còn về cơ bản nó cũng không có cái nhiều sự tác động xấu đấy, cũng không cần quá lo lắng, nhưng mà làm được đúng thế thì nó tốt hơn nhiều. Sẽ giúp cho chúng ta kích tài lộc cũng như là mang lại những cái thuận lợi và may mắn hơn cho gia chủ. Chính xác rồi. Và nói như vậy là để chúng ta cảm thấy rằng là có rất là nhiều điều chúng ta cần lưu ý trong cái việc từ lựa chọn cho tới thi công hay là trang trí ngôi nhà chung cư, để giúp cho căn nhà chung cư trở nên là một cái không gian sống hoàn hảo cho mỗi thành viên trong gia đình, đúng không ạ? Và như vậy là thời lượng của chương trình cũng đã gần hết rồi. Không biết là anh Trung có muốn gửi một lời chia sẻ nào đó tới tất cả quý cô chú anh chị và các bạn mà đang có nhu cầu để lựa chọn một căn nhà chung cư, đúng không ạ? Người ta nói rằng là ngôi nhà là nơi ước đến chốn mong về. Do đó rằng là nếu như chúng ta có những cái kiến thức đúng để mà lựa chọn được cho mình một cái ngôi dương cơ, tức là một căn hộ thổ cư, một căn nhà thổ cư hoặc một căn hộ chung cư nó đẹp phong thủy, thì nó cũng sẽ hạn chế cho chúng ta những cái điều rủi ro sau này. Đấy, và nếu như là chúng ta có thể tự nghiên cứu, tự tìm tòi về những kiến thức phong thủy để ứng dụng cho cuộc sống của chúng ta rất là tốt. Còn nếu như mà cái việc này cần sự tư vấn từ các chuyên gia thì khuyên rằng các quý cô chú chị hãy lựa chọn một đơn vị chuyên gia có cái sự uy tín cũng như là có cái kinh nghiệm thực tế trong cái việc ứng dụng và khảo sát phong thủy, thì nó sẽ giúp chúng ta yên tâm hơn rất là nhiều. Đấy. Hoàng em rất là cảm ơn anh Trung đã dành thời gian để ngồi cùng chia sẻ cũng như là thảo luận với Diện Đàm cũng như là các quý khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Rất hy vọng rằng những thông tin vừa rồi mà chuyên gia Đức Trung đã chia sẻ với chúng ta về những cái lưu ý cũng như là kiến thức khi mà lựa chọn một căn nhà chung cư, về tọa hướng cũng như là việc trang trí, sẽ giúp cho quý cô chú anh chị và các bạn có một cái nhìn tổng quát hơn và lựa chọn một cái quyết định đúng đắn để chọn ra cho mình một không gian sống hoàn hảo. Thế nhưng mà quý cô chú anh chị và các bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi vì là suy cho cùng thì tất cả chúng ta điều quan trọng là các thành viên trong gia đình có thể sống hòa hợp với nhau và cùng nhau hướng đến một tương lai tốt đẹp. Thì đấy chính là một cái điều cơ bản cũng như là quan trọng nhất, đúng không ạ? Và rất là cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn nút yêu thích,
cũng như là chia sẻ video tới rất là nhiều người thân và bạn bè hơn. Đồng thời thì hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng hình quả chuông ngay bên cạnh để có thể cập nhật những thông báo mới nhất của Phong Thủy Tam Nguyên nhé. Và rất hy vọng sẽ được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong những chủ đề tiếp theo. Còn bây giờ, Diệp Đàm và Đức Trung xin được gửi một lời cảm ơn, lời chào và hẹn gặp lại. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới. Xin chào.